bằng câu chuyện của một người đã bằng tình yêu và niềm đam mê của cá nhân mình giới thiệu đến bạn bè trên thế giới về hình ảnh đất nước con người Việt Nam, và quan trọng hơn cả đó là màu quốc kỳ của dân tộc Việt Nam. Ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt này. Giữa bãi biển Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro, người đàn ông Việt Nam này đang cố gắng chép lại hai câu khẩu hiệu bằng tiếng Anh mới học được. Đó là câu quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, và người Việt Nam yêu hòa bình. Sang Brazil để xem World Cup, nhưng cổ động viên bóng đá này còn có những mục tiêu khác cho chuyến đi của mình. Tôi chỉ nghĩ đến là tôi có một cơ hội nào, tôi sẽ với nhiệt huyết của tôi, với tâm huyết của tôi, tôi sẽ mang hết nhiệt huyết, tâm huyết của tôi để giới thiệu đất nước Việt Nam đến người, hình ảnh của đất nước Việt Nam đến bạn bè lòng trên thế giới, và tôi tranh thủ từng giờ một, từng phút nào hơn phút để nói với bạn bè thế giới là chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam. Những chiếc áo in bản đồ Việt Nam với đầy đủ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa được phát ngay tại bãi biển Copacabana, nơi tập trung đông nhất cổ động viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Cả chuyến đi, anh Hoàng đã phát tất cả 200 chiếc áo như thế, cả trong và ngoài sân vận động. Thậm chí, lột đến chiếc áo cuối cùng trên người và không quên giải thích về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa bằng vốn tiếng Anh hạn chế của mình. Với tôi, việc chiếm đóng trái phép lãnh thổ của một nước là tội ác. Chúng tôi tất cả đều yêu hòa bình, nên chúng tôi ủng hộ các bạn. Trước tôi chỉ biết Việt Nam qua chiến tranh, nhưng giờ tôi biết thêm là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Những tấm khẩu hiệu hai mặt, tiếng Việt và tiếng Anh được căng ra. Anh Hoàng dự tính sẽ tiếp tục mang những khẩu hiệu như thế này tới các vòng chung kết World Cup tới. Đến nay, cổ động viên bóng đá Việt Nam này đã tham dự được 4 kỳ World Cup. Nhưng anh Hoàng cũng bảo, sau chuyến đi Brazil này sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ hơn cho những lần tới. Lúc tôi ra sân vận động, tôi đưa tiếng Việt, người ta không hiểu được, người ta cứ hỏi tôi thôi. Thế là sau lần này tôi lại tôi rút kinh nghiệm, tôi nhờ anh em bạn bè, thì là sau ra đây tôi để biết là và lần này là lần sau đấy, là tôi rút kinh nghiệm này, tôi đi đây tôi biết được cả tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng người bản xứ.